hoang mang thông tin Hồng Vân được báo mộng trước việc Chí Tài qua đời. Sự ra đi của Chí Tài đang khiến làng giải trí Việt và khán giả bàng hoàng đau đớn. Nam danh hài qua đời khi đang tập thể dục, anh được phát hiện ngã gục tại cầu thang bộ, khu chung cư anh đang sinh sống. Bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng Chí Tài không qua khỏi. Trước đó, danh hài Hồng Vân từng chia sẻ vào hồi tháng 4 có được anh Vũ báo mộng về sự ra đi của diễn viên Mai Phương và một người nữa. Tuy nhiên, nam danh hài quá cố không báo rõ người đó còn lại là ai nên Hồng Vân rất hoang mang. Bởi khi đó, tất cả bạn bè, đồng nghiệp của Hồng Vân gồm cả Chí Tài đều đang mạnh khỏe. Chí Tài qua đời rồi, khán giả mới lục lại thông tin Hồng Vân chia sẻ và cảm thấy rùng mình ít nhiều. Rất có thể, người còn lại mà anh Vũ nhắc đến trong giấc mộng của Hồng Vân chính là Chí Tài. Trong giấc mơ của Hồng Vân, anh Vũ cho biết chưa siêu thoát vì đợi hai người bạn đi cùng. Thuở còn sống, Chí Tài từng đến viếng anh Vũ và nhắn nhủ, nếu có kiếp sau, mong anh Vũ được khán giả yêu thương. Không ngờ Chí Tài qua đời chỉ sau hơn một năm anh Vũ ra đi. Chí Tài và anh Vũ từng diễn chung với nhau rất nhiều show ở giai đoạn 2010-2015. Giờ đây cả hai cùng về cõi Phật khiến khán giả thương xót. Hiện tại vợ Chí Tài đã ủy thác cho Hoài Linh lo hậu sự giúp chị. Trước sự ra đi đột ngột của người chồng, chị đau đớn vô cùng và lo thủ tục tại Mỹ, mau chóng về Việt Nam. Tuy nhiên tình trạng căng thẳng của dịch bệnh hiện tại rất khó để vợ Tào Khang nhìn mặt chồng lần cuối. Theo nguồn tin thân cận tại tang lễ cho biết, hiện tại gia đình chỉ bảo quản lạnh thi hài của nghệ sĩ ở nhà tang lễ, sau đó sẽ làm thủ tục đưa sang Mỹ. Danh hài Chí Tài tên thật là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958. Chí Tài hoạt động nghệ thuật ở cả hải ngoại lẫn trong nước, là bạn diễn ăn ý với nghệ sĩ Hoài Linh. Trước đó, ông cũng được biết đến với vai trò nhạc công guitar, nhạc sĩ hòa âm hàng đầu tại hải ngoại trong thập niên 90. Ngoài ra, Chí Tài còn là nhạc sĩ sáng tác và viết lời một số ca khúc. Xét về tuổi nghe, có thể nói Chí Tài là một trong những người có thâm niên nhất ở làng hài Việt Nam. Dù đã ở tuổi lục tuần, nhưng ông vẫn hăng say tạo ra nhiều tác phẩm hay để phục vụ người hâm mộ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.